Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế MAF, Công ty MAF đã tổ chức lễ khai giảng khóa K5N, chương trình đào tạo lao động Việt Nam đi học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đến dự có ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai, ông Hồ Mạnh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty MAF, các đối tác và đặc biệt hơn là 150 học viên các khóa K2N, K3N, K4N. Sau khi đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển dụng chương trình đào tạo lao động đi làm việc tại Nhật Bản, các học viên đủ điều kiện tham dự khóa K5N. Trong khóa học này, 75% học viên có trình độ đại học cao đẳng. Khi đến với MIF, các bạn sẽ được trung tâm bồi dưỡng của công ty trang bị những kiến thức kỹ năng, định hướng giáo dục giúp các em đáp ứng được nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động và thị trường lao động quốc tế. Theo kế hoạch, khóa học sẽ được đào tạo trong 6 tháng. Các tu nghiệp sinh không chỉ dừng lại ở việc học ngoại ngữ, MIS còn giúp các em rèn luyện thể chất, rèn luyện sức khỏe hàng ngày, làm quen với môi trường sống tại xứ sở qua anh đào. Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được phía công ty và các cán bộ tư vấn giới thiệu về các thông tin đơn hàng đi làm việc tại Nhật Bản. Sau khi lựa chọn ngành nghề lao động phù hợp, phía công ty sẽ sắp xếp lịch để các tu nghiệp sinh tham gia thi tuyển với nhà tuyển dụng Nhật Bản. MIF là công ty duy nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép được tuyển chọn, đào tạo, đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại nước ngoài mà không qua đơn vị trung gian. Cho đến nay, MIF đã tổ chức thành công 4 khóa đào tạo tiếng Nhật, số học viên đạt yêu cầu được xuất cảnh ngày càng tăng.